Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương chuẩn bị các hoạt động sau 30 tháng 9. Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương sẽ cùng mở cửa ra sao? Trên cái chuyện có nên công khai tên người được hỗ trợ Covid-19. Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin trưa ngày 28 tháng 9 trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Với những thông tin được cập nhật liên tục, chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên cả nước. Trưa ngày 28 tháng 9, Sở Y tế Hà Nội thông báo vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 đều đã được cách ly. Các ca mắc mới thuộc chùm F1 của trường hợp sàng lọc ho sốt và phân bố tại quận Hà Đông 1, Thanh Trì 1. Bệnh nhân thứ nhất là chị NTTT, 40 tuổi, địa chỉ số 35, ngõ 6, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Hà Đông. Chị T sống trong ổ dịch 326 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Ngày 27 tháng 9, chị khai báo y tế và được trạm y tế phường Nguyễn Trãi xét nghiệm PCA dương tính. Bệnh nhân thứ hai là anh LPH 44 tuổi ở tổ dân phố 2, Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Anh H là F1, bố của bệnh nhân LHN. Ngày 27 tháng 9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. Tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3.971 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.601 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly có 2.370 ca. Mỗi lần xét nghiệm COVID-19 phải chọc ngoái mũi đang là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với nhiều người. Nhưng nghiên cứu khoa học chỉ ra một cách làm nhẹ nhàng hơn đó là dùng nước bọt. Chúng ta biết rằng phương pháp chuẩn vàng để chẩn đoán COVID-19 là xét nghiệm PCR dựa trên chu kỳ khuếch đại. Mẫu xét nghiệm thường lấy từ mũi hay là cổ họng. Tuy nhiên tại Việt Nam chủ yếu lấy mẫu từ mũi. Lấy mẫu từ mũi có nghĩa là dùng một cái que chọc vào mũi để lấy đủ dung lượng. Người lấy mẫu phải được huấn luyện và dù đã qua huấn luyện, cách làm này tương đối xâm phạm và gây khó chịu cho rất nhiều người. Một số người rất sợ lấy mẫu bằng cách ngoái mũi vì họ cho rằng dễ bị tổn thương. Một cách làm khác là lấy mẫu nước miếng, không cần dùng que. Nước miếng hàm chứa virus SARS-CoV-2 rất nhiều. Nhiều nghiên cứu từ năm ngoái tại Ý, Trung Quốc, Hồng Kông cho thấy SARS-CoV-2 hiện diện trong nước miếng từ 87 đến 100%. Lấy mẫu nước miếng thì dễ hơn, không cần huấn luyện và nhẹ nhàng hơn so với chọc vào mũi. Có thể xem cách làm mô tả trên YouTube. Câu hỏi đặt ra là giữa mẫu nước miếng và mẫu lấy từ mũi, cái nào cho kết quả chính xác hơn? chính xác ở đây là hiểu theo nghĩa lấy PCR làm chuẩn vàng. Các nhà khoa học bên Singapore mới công bố một nghiên cứu nhằm trả lời cho câu hỏi này. Để các bạn hiểu kết quả, về họ trình bày khá phức tạp, tôi tóm tắt nghiên cứu như sau. Họ làm nghiên cứu trên 337 mẫu, khá lớn, trong đó 188 là có triệu chứng và 149 là không có triệu chứng COVID. Họ so sánh đổi chính xác, nói vậy chơi dễ hiểu. Ba loại mẫu xét nghiệm COVID-19 Mẫu A, ngoái mũi do nhân viên y tế làm. Mẫu B, nước miếng. Mẫu C là tự ngoái mũi. Xét nghiệm bằng PCR trên mẫu A cho ra kết quả 150 kết quả dương tính. Trong số này, 139, 139 tương ứng với 93% mẫu B cũng cho ra kết quả dương tính. So với 106 tương ứng với 71% kết quả dương tính từ mẫu C. Như vậy, xét nghiệm trên nước miếng có độ nhạy cao hơn xét nghiệm trên mẫu tự lấy từ mũi. Một số nghiên cứu thì cho rằng mẫu từ mũi cho kết quả chính xác hơn, nhưng một số nghiên cứu khác thì kết luận rằng mẫu nước miếng chính xác hơn. Vấn đề là chúng ta phải đánh giá bằng chứng khoa học. Các nghiên cứu trước đây thường có số tình nguyện viên rất thấp, thường là vài chục người, hay cao hơn là chừng 100, nên kết quả có nhiều bất định. Còn nghiên cứu của nhóm Singapore thì số cỡ mẫu lớn hơn 300, nên đó là một ưu điểm. Nghiên cứu ở Singapore còn dùng cả công nghệ NGS để đánh giá kết quả xét nghiệm. Và đây là một ưu điểm lớn mà các nghiên cứu trước không có. Ngoài ra, họ còn so sánh hai xét nghiệm trong mỗi mẫu để cho thấy quả thật xét nghiệm trên nước miếng là đáng tin cậy. Từ ngày 1 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến cho phép mở lại nhiều hoạt động kèm theo các yêu cầu cụ thể về vắc và phòng dịch. Thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh cần tăng cường kiểm soát dịch bệnh, điều chỉnh tích cực từng bước khôi phục vững chắc các hoạt động sản xuất kinh doanh, sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới. Mới đây, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch trên địa bàn, chuẩn bị kế hoạch đi chợ, đi siêu thị cho người dân. Tại buổi họp báo liên quan đến cung ứng hàng hóa sau ngày 30 tháng 9, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sở này đã làm việc với các đơn vị liên quan để cùng tháo gỡ khó khăn trong đó có việc hỗ trợ các đơn vị thực hiện tiêm vaccine. Về chuẩn bị nguồn hàng cung ứng, bà Ngọc cho biết sở đã tổ chức 3 điểm trung chuyển tại 3 chợ đầu mối. Mỗi ngày khoảng 300 tấn hàng về các chợ này để phục vụ người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Về cung ứng hàng hóa tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, Sở Công Thương đang tổ chức lại. Để chuẩn bị cho thời gian tới, bà Ngọc cho biết Sở Công Thương đã làm việc với các sở ngành, quận huyện và thành phố Thủ Đức để phối hợp tổ chức kiểm tra chặt chẽ, đánh giá nguy cơ, khả năng kiểm soát trước khi đưa chợ đầu mối nông sản hoạt động trở lại. Sở Công Thương đã đề nghị 22 địa phương ra soát xây dựng phương án hoạt động phù hợp để tổ chức hoạt động chợ trở lại trong điều kiện an toàn. Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cấp mã số cho 150.000 ca test nhanh dương tính. Mới đây, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch trên địa bàn. Tại buổi họp báo, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân cho 150.000 người có kết quả test nhanh dương tính với COVID-19. Số người dương tính này được phát hiện từ ngày 20 tháng 8 đến nay. Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo quy định của Bộ Y tế, để xác định một trường hợp là F0 cần xác định bằng kỹ thuật PCR. Tuy nhiên, theo bác sĩ Châu, trong tháng 8 và tháng 9, tại thành phố Hồ Chí Minh, số ca bệnh tăng rất nhanh và xảy ra đại dịch. Trong bối cảnh đó, về khoa học, một trường hợp có biểu hiện lâm sàng của dịch COVID-19 qua test nhanh thì cần được nhanh chóng xác nhận nhiễm để điều trị kịp thời, thay vì phải chờ kết quả xét nghiệm PCR. Do đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có công văn gửi cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cho phép công nhận người có kết quả test nhanh dương tính là F0. Tuy nhiên, theo bác sĩ Châu, các trường hợp này chưa được cấp mã số quốc gia Vừa qua, Sở Y tế đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế bổ sung các trường hợp này vào danh sách quốc gia. Theo thống kê của thành phố Hồ Chí Minh, có gần 150.000 F0 thuộc nhóm này. Bác sĩ Châu khẳng định, đây là những trường hợp đã được tiếp nhận, lập danh sách và được điều trị tại nhà theo dõi đầy đủ. Về vấn đề số ca nhiễm tăng lên cao, từ đó sẽ tác động như thế nào đến chính sách hiện nay, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay thành phố dựa vào số F0 thật để thu dung điều trị tại nhà. Theo tiêu chí mới của Bộ Y tế thì số ca mới chỉ là một trong các tiêu chí để phân cấp độ nguy cơ và cấp độ nguy cơ trong bộ tiêu chí của Bộ Y tế dựa trên cấp độ nguy cơ của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Khi trên ngưỡng hơn 150 trường hợp trên 100.000 dân trong một tuần thì ở cấp độ 4, cấp độ cao nhất. Do đó, số ca mắc tăng lên thì thành phố Hồ Chí Minh vẫn trên 150 trường hợp. Tuy nhiên, bộ tiêu chí mới dựa trên nhiều tiêu chí khác, trong đó quan trọng nhất dựa vào tỷ lệ bao phủ vaccine trong cộng đồng và bao phủ vaccine cho người trên 50 tuổi. Khi các tiêu chí này đảm bảo thì thành phố Hồ Chí Minh vẫn có thể xuống cấp độ thấp hơn, các biện pháp an toàn sẽ thuận tiện hơn cho các hoạt động của thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh và đa số các tỉnh thành xung quanh có thể cơ bản kiểm soát dịch bệnh trong tháng 9 năm 2021 và cần đến các liên kết để có thể cùng mở cửa trở lại. Mới đây, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và hơn 10.000 xã phường trên cả nước đã thống nhất quan điểm chuyển trạng thái từ mục tiêu không có COVID sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Ban chỉ đạo cũng đang lấy ý kiến trên dự thảo hướng dẫn tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Bên cạnh việc thành phố Hồ Chí Minh cần lên các phương án và lộ trình để có thể mở cửa trở lại thì liên kết giữa thành phố với các tỉnh xung quanh như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh và Địa Vũng Tàu cũng rất quan trọng thành phố và các tỉnh thành xung quanh phải hình thành các liên kết về y tế và dịch tế. Ở khía cạnh này thì trọng tâm quan trọng nhất là liên kết vaccine và năng lực chữa trị. Vaccine dành cho người từ 50 tuổi trở lên và đặc biệt là người từ 65 tuổi trở lên có bệnh lý nền sẽ là trọng tâm cực kỳ quan trọng. Các tỉnh thành có thể vay mượn, hỗ trợ nhau về vaccine và ưu tiên cho nhóm này để đảm bảo lượng người bị nhiễm, trở nặng, tử vong ở mức thấp. Khi nguồn cung tốt hơn sẽ ưu tiên cho người lao động ở vùng xanh giới ở các địa phương, tham gia vào các chuỗi cung ứng nguyên liệu, hàng hóa, tham gia vào các ngành nghề dịch vụ du lịch. Trọng tâm thứ hai trong liên kết vùng là cơ chế luồng xanh lưu thông hàng hóa, nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm. Ở vùng thành phố Hồ Chí Minh, sự phân công trong chuỗi cung ứng là rất rõ. Có đỉnh thì chuyên cung cấp nguyên liệu, có nơi thì chuyên gia công, có địa phương thì chuyên cung cấp dịch vụ logistics, tài chính, phân phối sản phẩm, xuất nhập khẩu. Nếu không có cơ chế luồng xanh thì chỉ cần một địa phương phát sinh hay là gia tăng số F0, cả vùng sẽ lúng túng, chuỗi cung ứng có thể đứt gãy. Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng phần mềm quản lý chi trả hỗ trợ đợt 3 cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 với kỳ vọng tránh trùng lập, sót lọt, tiết kiệm được nhiều thời gian, đặc biệt minh bạch cao hơn. Về cơ bản, cách thức chi hỗ trợ cũng tương tự gói 1, gói 2. Theo đó, chính quyền phường, xã là đơn vị thực hiện chiều chốt từ công tác lập danh sách người hỗ trợ cho tới phát tiền chi trả cho dân. Chính quyền cấp quận, huyện có nhiệm vụ thẩm định phê duyệt danh sách, kinh phí. Còn người dân về cơ bản không phải thực hiện bất kỳ thủ tục nào. Tuy nhiên, đợt 3 có điểm mới trong khâu thực hiện là các địa phương sử dụng phần mềm, tức là app, có thể cài đặt trên điện thoại di động là SAP ID Delivery do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công viên phần mềm Quang Trung, công ty QTSC phát triển để hỗ trợ chi trả. Công ty QTSC sẽ cung cấp tài khoản tập huấn sử dụng ứng dụng cho chính quyền cơ sở đồng thời phối hợp hỗ trợ chính quyền giả soát, lọc danh sách người không hưởng lương, thực hiện chi hỗ trợ theo danh sách được phê duyệt thông qua ứng dụng này trên điện thoại. Cụ thể, mỗi phường, xã, thị trấn, thành phố Hồ Chí Minh hiện có 312 phường xã sẽ được công ty QTSC cấp một tài khoản để quản trị do chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp phường, xã, thị trấn phụ trách theo dõi chỉ đạo. Còn mỗi quận huyện, thành phố Thủ Đức có hai tài khoản quản trị cấp cho chủ tịch Ủy ban nhân dân và trưởng phòng lao động thương binh xã hội để theo dõi tiến độ chi trả kiểm tra đôn đốc các xã, phường, thị trấn trong quá trình thực hiện. Ứng dụng được kỳ vọng sẽ tránh trùng lập, tránh thiếu sót đối tượng thụ hưởng. Những ngày qua, chính quyền phường xã tại thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút lập danh sách, tổ chức xét duyệt người dân thuộc diện thụ hưởng gói hỗ trợ COVID-19 đợt 3 để gửi về cấp quận thẩm định phê duyệt kinh phí. Trước thông tin này, có nhiều luồng ý kiến đưa ra về việc có nên công khai tên người được hỗ trợ COVID-19 hay không. Lãnh đạo thành phố đã có những phản hồi về vấn đề này. Bên cạnh các luồng ý kiến ủng hộ việc công khai danh tính người nhận hỗ trợ để minh bạch thì cũng có không ít người băn khoăn về vấn đề này vì đây là thông tin cá nhân là chuyện tế nhị. Giải đáp những thông tin trên, lãnh đạo Linh Trung, thành phố Thủ Đức cho biết, khi thống nhất danh sách, phường sẽ niêm yết công khai bằng cách dán tại bảng thông tin của khu phố, của trụ sở phường, công khai tại trang thông tin điện tử của thành phố Thủ Đức. Đồng thời, phường cũng sẽ có mã QR để người dân quét mã kiểm tra, phản hồi danh sách theo ông Lê Minh Truyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 7, quận Tân Bình, khi lập danh sách, địa phương cũng chỉ đạo danh sách ở các bảng thông tin của từng khu phố hoặc một số nơi thì đăng trang nhóm mạng xã hội. Tuy nhiên, việc này cũng còn bất cập. Dự kiến tại địa phương sẽ chi hỗ trợ từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10, hình thức chi bằng tiền mặt do cán bộ tại phường đến từng nhà trao trực tiếp. Ông Truyền cho hay, việc triển khai lần này, chính quyền thành phố sẽ áp dụng công nghệ, có app ứng dụng để theo dõi việc phát hỗ trợ chuẩn bị gì khi đi làm trở lại. Thời gian tới, những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ được tham gia dần vào các hoạt động xã hội, bình thường mới trong giai đoạn dịch bệnh lây nhiễm cộng đồng, nhưng đã được bảo vệ cơ bản bằng vaccine sẽ có nhiều khác biệt so với bình thường mới ngày xưa, khi số ca chỉ lẻ tẻ nhưng đa số người dân chưa được tiêm chủng. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, đi làm lại trong bình thường mới, ngoài thẻ xanh, thẻ vàng, vaccine, cũng cần phải tuân thủ theo quy định của nơi mình đến làm việc để người lao động thực hiện những điều đó. Tất cả các cơ quan, đơn vị, công ty, xí nghiệp khi hoạt động lại cũng phải chuẩn bị từ trước các phương án phù hợp. Mục tiêu của việc phân vùng tiếp xúc này là để bảo vệ những người có nguy cơ, chưa tiêm đủ hai mũi. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cũng cần có hướng dẫn cụ thể cho khách hàng, người đến liên hệ công tác, Ai tiêm chủng một mũi, hai mũi thì được làm gì, vào những phòng nào, phòng có bao nhiêu người. Tất cả các hướng dẫn, quy định này nhằm mục tiêu chính là giảm bớt sự lây lan và bảo vệ những đối tượng nguy cơ. Ngoài ra các biện pháp phòng bệnh cơ bản không gây ảnh hưởng đến kinh tế vẫn nên được duy trì, khẩu trang, rửa tay, giữ môi trường thông thoáng. Sau làn sóng đi bộ về quê của các lao động ngoại tỉnh mắc kẹt ở Hà Nội trong thời gian giãn cách, Đến nay, khi mà các công trình xây dựng bắt đầu lục đục quay lại hoạt động thì lại đối mặt với một số vấn đề vô cùng khó giải quyết, đó là chuyện thiếu nhân công. Gần 2 tháng Hà Nội siết chặt mọi hoạt động để chống dịch, số lượng lao động tự do ở Hà Nội giảm đi rất nhiều và khi bắt đầu dục dịch hoạt động trở lại, các công ty, xí nghiệp, đặc biệt là các công trình xây dựng lại thiếu vắng công nhân một cách nghiêm trọng. Những người lao động này đều không được đào tạo chuyên nghiệp. Chuyện một người chưa hề biết xây dựng nhưng sẵn sàng sắn áo đi làm công nhân xây dựng là chuyện thường ngày. Họ ra công trường, những người biết sẽ chỉ cho người không biết, khéo léo thì làm giỏi, còn chẳng khéo thì cũng có đủ mọi việc để họ có thể vận sức để làm. Chính vì thế, nên việc an toàn lao động hay những quyền lợi cho mình, họ đều không nắm được hoặc thậm chí không quan tâm. Người lao động hiện giờ cũng rất thực dụng. Có những người tính tiền theo ngày, chỉ cần chậm một ngày họ sẵn sàng bỏ việc. Họ không cần biết đến trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của họ khi bắt tay vào làm, một người lao động tự do chia sẻ. Nên có những chế tài quy định hoặc có cách tuyên truyền sâu rộng hơn để nhóm người lao động này hiểu rõ hơn về quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình khi bắt tay vào làm thuê cho bất kỳ ai. Đồng thời với chuyện đó, việc tự nâng cao tay nghề cũng như học tập một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp với ngành nghề mình muốn làm cũng là cái mà người lao động tự do cần phải xem xét một cách nghiêm túc, tuyệt đối không làm việc theo kiểu thỏa thuận miệng. Thưa quý vị, những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh Covid-19 sẽ được Báo Sức Khỏe và Đời Sống liên tục cập nhật. Và quý vị hãy nhớ rằng, trong hoàn cảnh này, cập nhật liên tục thông tin, lắng nghe cảnh báo từ Bộ Y tế và Cơ quan Chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng. Để xây dựng và phát triển kênh, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!